Phần 7, 23, ngày 29 tháng 4. Giảng về việc tu đạo, chư Phật, chư Bồ Tát chỉ bảo dẹp trừ tập khí. Còn tập khí tức còn làm chúng sanh. Hết tập khí tức làm thánh hiền. Diệu dụng của chư thánh hiền, biết rõ phiền não tức Bồ Đề. Nếu không nhận thức rõ thì Bồ Đề tức là phiền não. Hoán chuyển phiền não và Bồ Đề như xoay trở bàn tay. Tuy vậy, nói thì dễ, nhưng làm lại rất khó. Thiền sư Điểu Khòa nói: không làm các việc ác, luân hành những điều lành. Đứa nhỏ 3 tuổi có thể hiểu lý này, nhưng lão già 80 chẳng hành được. Hư Vân tôi hổ thẹn muôn phần, vì tập khí thâm trọng, không thể xoay đầu nhìn lại chính mình, cũng không thể xóa bỏ chấp trước. Lúc đến Am Tranh này, tôi muốn lang thang ngang dọc, không đoái hoài đến người, chỉ thích đi lên ngàn đỉnh núi. Việc của thường trụ không cần đến tôi. Nếu lo lắng nhiều việc, tức làm người bận rộn. Tôi đã từng làm quản lý 2000 nhà, tập khí chấp trước khó trừ, khó xả. Nhìn sự việc mà chẳng thấu suốt thì thiên lệch vào ái trước. Sáng nay, thầy tri sự bảo mọi người không cần ra đồng làm việc, mà tôi lại bảo phải làm. Có người nói rằng tôi rất quan liêu phong kiến. Dĩ nhiên, thầy tri sự có lý lẽ riêng. Thầy bảo rằng đại chúng làm lụng quá cực nhọc, nên cần nghỉ ngơi đôi chút. Xong, chánh phủ hiệu triệu, kêu gọi chúng ta phải tự nỗ lực làm ăn. Chúng ta đã vay mượn chánh phủ hàng trăm ký lúa, sao không cố gắng hưởng ứng lời kêu gọi, tự cố gắng trồng trọt. Nhận biết mọi người đều ăn uống thiếu thốn khổ cực, và sợ giữa năm không đủ mua lúa thóc, nên tôi phải tìm cách xoay sở. Nhân vì mỗi ngày, mỗi người đáng lý ra phải được mua 1,5 kg gạo. Xong, hiện tại mỗi người bị giảm bớt 3 lạng. Tôi nhận thấy rằng lương thực của chúng ta chóng bị giảm bớt. Gạo ít mà không tăng gia sản xuất thì làm sao đủ ăn? Hôm nay nghỉ ngơi, ngày mai lại nghỉ ngơi, ngày kế nếu trời mưa cũng lại nghỉ ngơi. 3 ngày liên tiếp nghỉ ngơi không làm ruộng thì sao trồng trọt sản xuất được? Vì vậy, quý vị có bảo tôi phong kiến thì tôi là phong kiến. Song, trong phong kiến tôi chẳng có phong kiến, và trong chuyên chế chẳng có chuyên chế, nên so với cường quyền vua công lý thì không đồng. Hiện nay, mùa xuân mưa xuống khắp đồng, nếu không thừa dịp này mà chịu cực khổ chút ít, xin hỏi giữa năm lấy gì mà ăn? Tuy nói là khổ, nhưng so với dân làng dưới núi, chúng ta làm việc rất nhẹ nhàng, thảnh thơi. Dân làng mỗi ngày phụ giúp chúng ta cấy lúa để có gạo ăn. Ngày ngày, họ dầm mưa giải nắng, không dám biếng nhác. Nếu làm biếng một chút thì sợ chúng ta không nhờ đến. Thế nên họ chịu cực khổ rất nhiều, lại cán đáng làm việc rất thông thạo. Chúng ta không cực khổ bằng họ, sau này lại than van. 24. Khai thị trong ngày Tết giữa năm. Hôm nay, Tết giữa năm vốn là ngày vui của người thế tục, là người xuất gia, chớ nên đắm trước. Khi xưa, Hư Vân tôi cũng tùy thuận thế tình, sống gần thành phố, được người cúng dường bánh chưng, chùa chiền cũng hưởng Tết như thế tục. Hiện tại, núi Vân Cư không có ai cúng dường bánh chưng. Bánh chưng vốn để cúng cho quỷ thần, sao chúng ta lại đi gói bánh này? Nấu nướng bánh chưng thật uổng phí công sức, thời gian, mà chỉ nên nấu cơm nếp để ăn Tết thôi. Người người sống trên thế gian phải nên lưu tiếng tốt lại thiên cổ, chớ để vết nhơ ngàn năm. Quốc gia trọng nhất là trung, nghĩa, tiết, lễ. Đệ tử Phật một niệm không sanh, liền nhận ra bổn lai diện mục của mình. Còn hơi sức đâu để ý đến điềm lành họa phúc. Song, nếu chưa đạt đến lý vô sanh, thì chưa có thể tránh khỏi điềm lành dữ họa phúc. Vài ngày qua, có nhiều cơn bão lụt. Năm ngoái,
Bão lụt xảy ra cũng trong những ngày này. E rằng bão lụt năm nay phá hoại mùa màng nghiêm trọng hơn những năm trước. Vì xã chấp trước không nổi, tôi đi ra ngoài cửa núi, thấy dưới chân núi nước chảy lan tràn như biển cả. Lúa mạ trên đồng bị tổn hoại rất nhiều so với năm rồi. Lương thực của dân chúng không biết ra sao. Tài chánh và việc mua thực phẩm của chúng ta cũng trở thành vấn đề rắc rối. Thế nên, đại chúng hãy cố gắng chịu cực khổ để qua cửa ải này. Những lần ngoài chợ không có bán gạo, may mắn nhờ ơn chính phủ chiếu cố nên mua được lúa thóc. Lúc trước, mỗi người mua được 1,5 kg gạo, hiện nay bị giảm bớt 4 lượng, chỉ còn 20 lượng. 100 cân lúa xay ra chỉ còn 70 cân gạo. Mua nhiều lúa thì không được. 100 kg lúa tốn 20 đồng, 100 kg bột gạo tốn 40 đồng. Tốn hao rất nhiều, nhưng chẳng mua thì không thể được. Đại chúng hãy lượng ước mà ăn. Từ đây về sau, không thể ăn cơm mà chỉ ăn cháo. Mua lúa thì sợ rằng mua không được, mà lúa trồng thì chưa chín. Chúng ta hãy nhổ khoai tây, nấu chung với cháo mà ăn. Mỗi cân khoai tây mắc 1 đồng 20 xu. Giá khoai mắc hơn giá gạo. Xong, khoai do chúng ta tự trồng nên không tốn hao tiền. Ăn khoai đụng với cháo, hãy cố gắng vượt qua cửa ải nhân gian này. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.